Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đăng ký thi lý thuyết lái xe của CBA. Thì đầu tiên, việc đầu tiên là mình sẽ vào trang web cba.nl của Hà Lan. Thì đây là trang web chung toàn quốc rồi. Khi bạn kích vào đó thì nó sẽ hiện lên một loạt như thế này. Chúng ta sẽ kích vào cái phần Theory Exam Auto nhé. Bởi vì bạn thi lý thuyết lái xe ô tô mà. Tiếp tục, khi bạn kích vào đây rồi thì bạn sẽ ấn tiếp vào cái phần Your Theory Exam Anfragen, có nghĩa là đăng ký thi lý thuyết lái xe. Thì họ sẽ hỏi mình Inlogen bằng cái DigiD của mình á. Bạn nhấn vào đó Inlogen. Thì mỗi người sẽ có một cái tài khoản DigiD riêng. Mình đã có sẵn ở đây rồi. Tài khoản và mật khẩu. Nhấn Inlogen. Bây giờ mình đợi. Rồi mình sẽ chọn địa điểm, ngày thi. Goedemorgen. What will you do? Thì bạn sẽ chọn là exam reserveren nhé. Khi bạn vào phần exam thì bạn sẽ chọn, bởi vì nó có rất nhiều các cái loại lý thuyết lái xe khác nhau dành cho bus này, rồi taxi này, vrac auto, mình thì chọn auto nhé. Reserveren. Thì nó hiện ra tất cả các cái hình thức thi. Nếu như mình sống ở Hà Lan đấy mà tiếng Hà Lan của mình tốt thì mình sẽ chọn cái gói thi là như kiểu là cơ bản, căn bản standard nhất là mất 34,5 euro. Thì cái thời gian thi sẽ là 30 phút. Còn nếu mà bạn muốn gia tăng thời gian hơn ấy, thì nó sẽ là 45 euro. 45,5 euro thì bạn sẽ có thêm 15 phút nữa. Thì bình thường một cái bài thi bình thường là 30 phút mà. Còn cái bài thi này thì nó có thêm 15 phút nữa, tổng cộng là 45 phút. Còn đâu nếu mà các bạn mà muốn thi bằng tiếng Anh thì bình thường nó đã đắt hơn một chút rồi. Ví dụ như là thi bằng tiếng Hà Lan là 34,5 thì thi bằng tiếng Anh là 40. Và nếu mà trong phần thi tiếng Anh mà bạn cũng muốn gia tăng thời gian hơn ấy, thì nó mất 51 euro. Và nếu mà bạn muốn thuê thông dịch viên nhé, thì bạn sẽ phải đóng 90 euro. Hiện tại CBA đang bị quá tải bởi những người đăng ký thi lý thuyết lái xe quá nhiều do cái dịch corona đó. Thì bạn biết là khi bạn kích vào đây, bạn chọn một cái gói mà mình mong muốn, nó sẽ hiện lên là 30 phút này, còn cái này là 45 phút này. Tương tự cái này cũng vậy nhưng mà bằng tiếng Anh. Cái này bằng tiếng Anh nhưng mà ra thời gian hơn. Còn cái này là cái gì đây? Là một thông dịch viên cho bạn. Và cái người thông dịch viên này không được phép là mình tự ý đâu nhá, mình không được tự ý mang vào, mà là sẽ là do CBA họ quyết định. Rồi. Và bạn sẽ có 50 phút thi nhé, tại vì cái thời gian mà mình thi lẫn cái thời gian mà thông dịch viên họ làm việc ấy thì nó mất nhiều hơn bình thường mà. Thì các bạn sẽ có 50 phút thi thay vì là chỉ có 30 phút thi thôi. Thì mình sẽ kích vào đây, nhưng mà hiện tại ấy là mình đã thi rồi, mình đã thi đỗ rồi nên là mình không thể kích xa hơn được nữa. Còn đâu nếu mà các bạn chưa thi, bạn có thể chọn cái cách thi, có cái bài thi của gì mà phù hợp với mình. Thêm tiếp tục là bạn sẽ chọn cái nơi thi và ngày thi. Ngày thi xong rồi bạn sẽ chọn cái giờ thi cụ thể hơn. Giờ thi cụ thể hơn thì bạn chọn ví dụ như là nó có thời gian trống là 9 giờ hoặc là 10 giờ, thì đó bạn kích vào thì bạn sẽ nhận được khoảng tầm 30 hoặc là 45 phút tùy với gói cước bạn chọn. Rồi họ sẽ gửi cho bạn một cái code và muốn bạn ý là bạn phải thanh toán xong thì họ sẽ gửi email đến. Nhưng mà mình thì không thể đi xa hơn được nữa tại vì là mình đã thi đỗ rồi. Bạn nhìn nhá, đi vào đến đây rồi thì chúng ta sẽ chọn cái địa điểm bạn kinh nhá, tất nhiên là gần cái nơi bạn sống nhất.
nếu mà gần nơi bạn sống nhất mà nó bị hết cái, có nghĩa là không còn cái chỗ nữa rồi, thì nếu mà bạn vội ấy, thì bạn có thể chọn những cái nơi khác, thì là nó toàn quốc mà, CBA nó là của toàn toàn quốc luôn. Bạn chọn một địa điểm nào đó, rồi là bạn chọn thời gian, ngày và giờ, và bạn thanh toán, thì họ sẽ gửi email đến cho mình với chi tiết cụ thể tất cả những cái ngày thi, lịch thi, và bạn phải cần những cái gì. Khi mà bạn đi thi ấy, thì bạn phải có mặt trước 15 phút, và mình được mang một cái duy nhất, đó chính là cái ID của mình thôi, còn tất cả những cái thứ khác mình không được mang vào trong phòng thi đâu. Vào phòng thi ấy thì ví dụ như là mỗi người sẽ có một cái nô cao riêng. Còn hiện tại bây giờ mình nghĩ là bây giờ do corona này thì cái khoảng cách nó lại càng xa hơn, nó ít nhất là 1,5 mét đúng không ạ? Và khi vào bài thi là không có ai giúp mình đâu, mình sẽ nhận được một cái code, ví dụ như một cái code của CBA này, thì là người ta sẽ cho mình là 1111 4 số 1 đi. Và bài thi họ sẽ bảo là mình nhấn cái code đó vào. Nhấn cái code đó vào thì người ta sẽ hiện ra cái thông tin của bạn, thông tin cá nhân, bạn kiểm tra xem đã đúng chưa. Nếu mà chưa đúng thì bạn có thể giơ tay lên hỏi cái người coi thi ấy là như này là chưa đúng. Còn nếu đúng rồi thì bạn kích tiếp. Thì nó sẽ có 3 phần thi nhé. Ngày xưa thì nó có 2 phần thôi, đó là một phần 25 câu hỏi đầu tiên. Đó là phần ví dụ như là Raymond Carlos Lawson hoặc Nick Stone, có nghĩa là bạn phải phanh lại, bạn nhả chân ga ra hoặc là bạn không làm gì cả. Thì cái này cụ thể các bạn sẽ phải học cái cách làm bài của họ. Cái này không khó, phần này không khó. Phần thứ hai ngày xưa thì nó có 40 câu, bạn chỉ được phép sai 5 câu, và nếu mà bạn sai 5 câu ấy là bạn có 35 câu đúng không? 35 câu trong phần trong 40 câu thì bạn đỗ. Thế nhưng mà năm nay nó lại thay đổi nhá, nó khác đi một chút. Cái phần 40 câu đó họ chuyển thành hai phần thi nhỏ hơn. Cái phần thi đầu tiên thì mình không nói đến nhá, Raymond Carlos thì nó không nói nhá. Bây giờ đến phần thi thứ hai là chúng ta sẽ có 12 câu. Họ sẽ hỏi bạn về cái hiểu biết về cái motor của mình ấy. Ví dụ như Alan Watt mình trả bao nhiêu này, rồi là cái motor của mình, ví dụ cái hệ thống nào là hệ thống làm mát này, dù là cái nào là cái nhiệt độ của motor này. Thì cái đấy 12 câu mình được phép sai 2 câu. Tiếp tục đến phần 3 là có 28 câu, và trong phần 28 câu này họ sẽ cho mình làm thử 2 câu trước. Đó là 2 câu như kiểu làm mẫu. Rồi 28 câu đó bạn được phép sai 3 câu. Nếu mà bạn đảm bảo đủ được là cái phần đầu tiên là phần Raymond Carlos rồi, nên bạn được phép sai 12 câu. Mà cái phần đấy là thực là dễ, nhưng mà dễ nhầm nên là người ta cho tận 12 câu cơ, nên cái phần đấy bạn không phải lo lắm. Nhưng mà phần thứ hai mình được sai 2 câu, mình phần thứ ba mình sai 3 câu. Mà ngày xưa ví dụ như là mình sai 5 câu là mình vẫn đỗ đúng không? Còn bây giờ nếu mà bạn ví dụ như phần thứ hai bạn không sai câu nào, mà phần thứ ba bạn lại bị sai đến tận 4 câu thì bạn vẫn trượt. Hoặc là ngược lại, ví dụ phần thứ hai mình họ cho mình được phép sai 2 câu thôi, mà bây giờ bạn sai 3 câu, còn phần thứ ba bạn đúng hết thì bạn vẫn trượt. Thế nhưng nói chung là năm nay nó khó hơn. Thì khi làm bài thi các bạn nên ôn thật kỹ trước khi đăng ký thi nhé, để tránh tốn kém rồi vừa mất thời gian cho mình. Chúc bạn thi tốt.